các quốc gia chưa bao giờ thua trận. Thụy Sĩ đã không tham gia vào một cuộc chiến tranh nào kể từ khi nền trung lập được thiết lập vào năm 1815. Thụy Điển đã không tham gia vào một cuộc chiến tranh nào kể từ khi kết thúc chiến tranh Thụy Điển, Na Uy vào năm 1905. Bắc Triều Tiên tuyên bố đã giành chiến thắng trong mọi cuộc chiến mà nước này tham gia, bao gồm cả chiến tranh Triều Tiên. Phần Lan đã đẩy lùi thành công hai cuộc xâm lược của Liên Xô từ 1939 đến 1944. Mông Cổ, mặc dù là một quốc gia có dân số ít ỏi, Mông Cổ đã chống lại thành công các cuộc xâm lược của Trung Quốc và các cường quốc khác. Israel đã tham gia vào nhiều cuộc xung đột kể từ khi thành lập vào năm 1948, nhưng đã đạt được thành công quân sự cao trong tất cả các cuộc xung đột đó. Việt Nam, mặc dù bị nhiều thế lực ngoại bang xâm lược và chiếm đóng trong nhiều thế kỷ, nhưng Việt Nam đã đẩy lùi thành công tất cả các thế lực xâm lược, trong đó có Pháp và Mỹ.